Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng có mặt tại cửa hàng, có một cái công việc là Thắng có rất nhiều, các bác xem video có rất nhiều những đệ tử, những cái người mà Thắng đã từng dạy làm YouTube. Thì hôm nay một khóa nữa ra trường, đó là cháu Linh đã được xuống được qua một cái thời gian qua lò của Tất Thắng. Ngày mai sẽ trở về Mèo Vạc để tiếp tục những cái công việc thiện nguyện của mình. Các bác có thể ủng hộ cho cháu nó để có những cái động lực để làm YouTube, để có những cái mà để giúp người. Thắng không giấu giếm một ai cả, Thắng giúp được ai thì Thắng đều giúp. Các bác biết rằng là từ ngày đầu tiên là Thắng cho Ước đi theo này, rồi đến Phen này, rồi đến Sùng này, rồi đến Tài này, rồi đến Trường Lý, rồi là rất nhiều người nữa, Long Vlog này, rồi đến Hoàng Hiền này, rồi giờ là đến cháu Linh, rồi là Hòa Hà Giang này, A Giờ này. Đấy. Rất nhiều người đã gọi Thắng là những người anh, những người đi trước và có những cái cách làm để cho mọi người học hỏi. Thế nên là về đây thì các nay thì em cháu Linh kênh cũng đã phát triển và cũng có lượng người theo dõi khoảng tầm 20.000 một video. Thì ngày mai cháu Linh sẽ về trên đó để tiếp tục cái công việc của mình. Thắng đã dạy được cái gì thì Thắng dạy rồi, còn đâu giờ này là các cháu ấy về nhà thì phải tự phát triển lên để cho các cô bác, các nhà hảo tâm biết được. Hôm nay thì ở cửa hàng của Tất Thắng, các bác biết rằng là cũng sắp đến ngày rằm rồi đấy. Anh em cũng làm luôn một bữa cơm nho nhỏ để chia tay cháu Linh và ăn rằm luôn trong nhóm của Thắng đấy. Nhóm của Thắng thì có em gái của Ước ở đây, mới cả vợ Ước, rồi là vợ của Thắng, rồi Phen Phen, rồi là Tày TV, và những cái người mà thường xuyên ở đây để lấy những cái mặt hàng đặc sản của Hà Giang để gửi cho các bác. Đấy. Có cả hai Páo nữa, Páo đầu chọc và Páo đầu đen, hai Páo luôn. Đấy. Mọi khi cứ gọi Páo Hói, hôm nay gọi Páo đầu chọc. Đây là hoa đu đủ, các bác biết rằng Thắng là mỗi một lần đi bản là đều phải vặt về như này. Các em, các cháu ấy là sẽ nhặt ra đấy, nhặt cẫng này ra mà mang đi rửa, phơi qua một nắng và ngâm vào như này đấy. Đấy, đây là những cái sản phẩm ngâm rồi. Ngâm như này nó khoảng tầm độ từ 2 tuần bắt đầu có thể ăn được, đó, ăn thoải mái. Đấy. Các bác nào mà tìm hiểu về hoa đu đủ và ngâm mật ong thì các bác sẽ biết được rằng là cái công dụng của nó như nào. Đó. Cái này thì Thắng hiện giờ đang mùa hoa đu đủ nên là cũng lấy được từ bản về, nhưng mà nói để lấy được mang ra đến đây rất là vất vả. Xong lại phải một công đoạn ngồi nhặt ra, rồi là mang đi phơi rửa đấy, để phơi nắng đấy. Còn bác nào mà ở quê có đu đủ rồi thì các bác có thể lấy thêm cái mật ong để các bác ngâm đó. Nếu bác nào mà có cả hoa đu đủ rồi và mật ong rồi thì các bác cứ lấy một cái lọ này với khoảng 2,5 lạng hoa đu đủ tươi này, bẻ ra hết như này, các bác đổ vào ngâm, và sau đó khoảng hơn một tuần thì bắt đầu có thể các bác dùng được để chữa bệnh cho mình. Nói chung là người có bệnh thì vái tứ phương, có bệnh gì thì các bác biết rằng là mỗi một loại thuốc quý giá trong dân gian họ truyền. Các bác có thể xem qua cái Facebook của Thắng để biết được cái công dụng của nó, và nó cũng có thể có những cái mà những người giáo sư, tiến sĩ họ cũng đã nghiên cứu về hoa đu đủ ngâm với cả mật ong như nào. Còn đây là măng. Còn măng thì không quảng cáo nên dài, thì các bác biết về cái chất lượng măng của nhóm anh em Nguyễn Tất Thắng nó như thế nào, nó vàng và nó đẹp như nào đấy. Thắng quay đây thì Thắng nói măng lại nói đẹp thì lại sợ là các bác bảo là
lúc nào ông Thắng cũng nói là cái mặt hàng của ông đẹp nhất so với cả những cái kênh khác thì hiện giờ các bác cứ lấy, các bác nào lấy rồi đó, các bác cứ đánh giá xem là phải có đúng là măng của kênh của Nguyễn Tất Thắng là nó vàng và nó đẹp không đó. Đây, các bác cứ nhìn rõ tận nơi, các bác nào đã nhận được rồi thì các bác cũng biết đấy. Tí nữa thì Páo với cả hai anh Páo này sẽ ở đây ăn cơm cùng cả bạn Sự nữa. Bạn Sự thì con bạn ốm nằm ở bệnh viện tỉnh nên là tí nữa sẽ mới quay về đây ăn cơm cùng anh Vàng. Đấy. À, anh Vàng về đây rồi. Đây cái mặt hàng hoa đu đủ khô. Đấy. Hoa đu đủ được thì phơi được như này. Đấy. Còn đây là cái vào đi anh Vàng. Hoa đủ đủ tươi đây, ngâm đây, anh em ngâm đây. Đó. Các bác nhớ là phải nhận mở ra là đúng có cái tem này nhá. Cái sản phẩm nào mà không có tem này các bác không nhận cho Thắng. Đó, là cái tem này. Đó, và đây là đu đủ Thắng ngâm. Đấy, bác nào cần thì cứ alo thông tin lại. Đấy, anh em là nhờ những người trong bản này rồi và thậm chí là mua lại này, hôm nọ Thắng đã phải mua với cái giá thành này rất đắt ở trong chỗ giáp chung của cái nhà anh trưởng thôn nên lấy cho đó. Đó, tại vì là bây giờ cũng có rất nhiều người họ đi tìm mua cái này. Tối nay là anh em là chúc mừng cho Linh đã tốt nghiệp. Là không, bây giờ là thả hổ về với rừng. Mặc dù là biết là mai về rồi nhưng hôm nay vẫn bóc lột thêm là bắt gói măng với cả đóng hàng hộ đấy. Là anh em là rất mong rằng là sau này Linh nó về Mèo Vạc nó cũng phát triển được kênh tốt. Cũng như kiểu là một Nguyễn Tất Thắng nữa, một phiên bản nữa, hoặc có thể nó phát triển hơn nữa, giỏi hơn anh Phang Phang, giỏi hơn anh Ước, giỏi hơn cả Nguyễn Tất Thắng thì Thắng cũng rất là vui và rất là hãnh diện khi mình đã dạy ra những cái người mà cái dạy Thắng phải nói rằng là dạy cái này là dạy cái tâm cái đức để đi làm thiện nguyện đó, chứ còn thực ra cái quay thì không ai phải dạy ai cả. Đó, dạy về cái đạo đức con người, dạy về cái lối sống và dạy về cái cách làm để về để làm nó đúng đó, chứ không phải là dạy là ông phải quay như này, ông phải quay thế kia. Thắng không dạy cái vấn đề đó, bọn nó còn quay giỏi hơn Thắng. Thắng quay còn rung còn lắc còn chóng mặt, nhưng mà các cháu nó quay còn nét còn đẹp hơn Thắng rất nhiều. Nhưng mà Thắng là dạy về cái tâm cái đức cái cách làm nó trung thực, nó uy tín như thế nào đấy, để mình về mình làm đúng cái công việc như vậy, và có hoàn cảnh như nào thì mình phải quay đúng lại như vậy, truyền đạt như vậy, liên hệ với chính quyền, liên hệ với địa phương để xác minh xem nó có đúng hay không đấy, chứ không phải là dựng cảnh lên là quay láo quay vớ vẩn đấy. Tối nay là rượu, là các ông biết là có một chai rượu của cô Yến đấy, từ hôm đấy đến giờ chưa dám mở ra, tí nữa là mới mở ra đấy. Chai rượu của cô Yến cho từ hôm tặng kính tặng kiếc ấy. Anh Vàng chạy thẳng ra đây không đi cùng Sự à? Thế Sự con nó là đứa út ốm à? Hả? Để ý nhạc nhé, không là dính vào nhạc ấy. Quay video mà nó có nhạc vào là nó dính bản quyền. Mẹ này không biết được bao nhiêu cân. Phèn xếp luôn vào cái ô trống ở đằng sau lưng em kìa. Xếp hết vào đấy. Cân cẩn thận nhá, chỉ được thừa không được phép thiếu. Các ông mà cân non là mai là ông Thắng chịu trách nhiệm. Để ý xem mà túi nó có mát chưa. Măng này mà là số 2 thì không có măng nào là chủ nhật. À xin lỗi, măng mà là thứ 2 thì không có măng nào là chủ nhật cả. Đó, rồi. Đẹp như nào, các bác cứ ngâm ra phơi ngâm ra xem nó vàng với cả nó dày không. Đó. Tuyệt vời, thơm phưng phức.
cam kết 100% mà không phải sấy than, đó, không phải sấy củi, nguyên mùi nắng. Đấy. Anh em ngửi xem có đúng không? À, đấy, thơm như muối mít đi. Măng ấy còn thơm cả như muối mít. Không biết là sau Linh này là còn có đệ tử nào muốn về học nữa không? Dạy cho nó hết đi. Về xong là học từ xa. Học online. Mấy hôm nữa chú lại lên Mèo Vạc mà còn vẫn còn công việc ở trên đấy. Qua đu đủ hôm nay non nhỉ, đúng không? Không bị nở xòe, nụ toàn nụ đẹp. Chưa có cái các bác nhìn thấy là không, gần như là không có nở. Này lại ngâm hết một can nữa đấy, gần can nữa. Đây là cháu gái của Ước. Đấy. Dự kiến là 2 năm nữa thì khối anh chết xếp hàng ngoài đường trồng cây mít. Nhà anh Báo là xong hết nền à? Lúc mà chiều nay Linh có lên đấy không? Xong hết rồi, xong hết rồi chú ạ. Thế bây giờ chờ nước rút cái gọi chung luôn, chở vật liệu lên. Vật liệu là anh cứ tự cầm đấy nhá, không đến lúc mà thiếu tiền là nhà anh lại phải bù đấy. Chị Duyên Trần là đấy là nhà tắm này, nhà vệ sinh này, nhà đấy này, bọn gì nên giết chả xây được đúng không? Bọn gì đấy. Hộ nhau thì đơn giản, nhưng còn nếu mà thuê những đội như đội thuê đội ông vàng ông viết thì cứ 5 triệu một cái nhà vệ sinh, nhà tắm, đúng không? Nhà mới cả cộng thêm chuồng lợn với cả chuồng trâu nữa thì lại 5 triệu nữa, thành 10 triệu rồi, mất 10 triệu rồi, còn đâu 8 triệu 7 triệu làm sao đủ tiền vật liệu, đúng không? Thế nên là thôi lấy công làm lãi thì cứ chịu khó mà làm thôi. Đông người hộ nhau đóng tí là hết. Dạo này thời tiết nó đang nắng căng, măng thì ra nhiều. Đấy. Phơi được nắng thì nó mới vàng các bạn ạ. Phơi mà ấy là thì phơi thì nó cứ đen xì xì ra thì chết dở. Đấy. Chấm hết luôn rồi. Hoa đu đủ ấy, làm bằng thật ấy, ngâm bằng thật các bác. Các bác cứ thế mà lấy về các bác dùng thôi. Các bác nào ở chung cư này, ở nhà tầng này thì không có hoa đu đủ, không trồng được hoa đu đủ ấy, thì các bác mua trực tiếp như này. Đó. Chiều nay anh Vàng còn xây ấy không? Có mà. Sáng nay xây xong là chiều nay sang làm các chuẩn nước cửa. Cứ đóng xong hết thì mới dọn mâm được. Kiểu gì kìa. Hôm nay đãi Linh món gì đấy? Món vịt chết đuối. Vịt chết đuối à? Cá chết đuối, vịt chết đuối à? Nghe sợ nhỉ, món nghe sợ dựng bớt cái chè dây kia vào, dựng bớt cái chè dây kia lên, xong rồi xếp vào trong đấy nữa đi, xếp vào ô đấy, đẩy sang chè dây sang bên kia.
Thế là mình mới cố gắng giúp nhau cái này. Tôi ngồi đây. Ừ. Cái này lấy mình ăn luôn được. Cái này xong mai, cái này mai xong phải dán tem vào đi. Dán tem vào không lấy lúc quên, không dán tem dán tiếp vào. Đừng có để cái nào không dán. Không dán. Ừ. Gỗ nào? À. Thế đấy có cái gì mày lấy cái gốc xoan lên bảo nó làm cho đẹp lung linh luôn. Mai phe phe đưa anh đi Bắc Bắc Quang phát. Xuống dưới đấy có một nhà, hôm nay có một anh ấy gọi con bị máu trắng. Còn đâu là nhà thì đang ở lều trại. Thấy bảo khổ lắm, xem có giúp được cái gì không cho gia đình. Thế thằng Minh nó đòi đi theo cùng à? Ờ, thì biết thế, ông Sử đi à, Hà Nội. Học cái cô. Lần sau đi cùng ấy Sử á. Thế à? Ừ, mấy cũng đòi lên đây sốc sóc. Thế á? Mà mày không cho đi à? Dạ, bảo tôi về nhà. Cho về nhà. Thì là mai. Sắp khóc á? Vâng. Rồi. Mình vu vơ. Thế con Sử ốm nào? Dạ. Ốm thế nào rồi? Con đang nằm viện mà. Nằm viện nào? Trẻ con bị đau lưng á? Vâng. Thằng lớn hay thằng bé? Thằng lớn, con cún thì lớn. À. Bảo là đau lưng với sốt là dịch A này. Cúm à? Cúm à? Cúm à? Cúm à? Cúm anh còn mà ta kia. Anh còn nghe thủ trang á. Con mà, có phải anh đâu. Con mà. Nhưng mà thằng Sự có bị không? Không ạ. Sự không bị đâu. Thằng Lừ bị à? Đeo khẩu trang kia. Đưa biển mà đưa đi mà. Sáng này vừa về nhà anh Tướng về thôi. Sáng này Lừ đưa đi này. Con cái diện buộc phải đeo khẩu trang. Xếp hết dao này đi. Xếp hết dao này đi. Đấy. Bỏ cái này ra, bỏ cái này lên chốc. Bỏ đấy lên chốc. Gói hẳn ra ngoài. Chỗ này đây, đây. Cái kia nó gói mai nó gửi cho người ta. Ba cái đấy nó chưa kịp gửi. Mưa rồi đấy. Mưa to quá. Các bác nào lấy về để Tết ăn vẫn ngon nha các bác nhé. Cực ngon luôn đấy. Cái này Tết thì Ninh Sương quá đỉnh cao rồi nhỉ. Phải nói rồi. Sự thấy đợt này phơi được đẹp không? Đẹp rồi. Vâng.
vàng chóe luôn. Vàng chóe luôn đấy. Trời đẹp là phơi được đẹp. Cứ nắng là chỉ cần 3 ngày liên tục thôi. Bởi vì mấy hôm nay nắng to phơi được không được ủ nước này. Ủ nước mưa đẹp ấy. Còn ủ nước mưa là măng nó hơi móc móc cái kiểu gì ấy. Bị nắng kiểu này là măng bằng cái kiểu này. Các bác ấy, cái này các bác này. Không bị ủ ra. Nhiều cái mà măng ấy, nhiều người nó họ luộc lên không biết họ cho cái gì vào vàng chóe luôn, đúng không? Đó, không biết nó cho cái gì. Mùa nó nắng này, nắng đẹp ấy, không bị ủ là nó vàng đó. Không, cái măng bọn nó luộc ấy, bọn nó cho cái lá gì vào hay cho cái thuốc gì vào ấy, trắng lắm. Đây rũ này đi xong để bày mâm thôi. Bày mâm thôi. Ăn rằm, chia tay cháu Linh. Đu thủ em mai ngâm. Cái này mai các cái em ấy nó lại phải rửa đi xong bắt đầu hơi qua một lượt nắng, nắng nhẹ thôi, hơi héo héo thì mới ngâm được. Còn không thì các bác muốn đảm bảo thì tương luôn cái đu đủ khô rồi về, phơi được nắng nó xanh đẹp, tuyệt vời luôn. Có cả ong à, hôm nay có cả ong à? Vâng. Đấy. Này biệt phái Ba Chửa nấu cơm. Nhất tỉnh. 100.000 đấy. Rượu này không phải rượu bình thường. Cái này của cô Yến gửi. Cô Yến à? Ừ. Bên Mỹ mà. Đức. Tầm tầm một ly này chỉ là 100.000, hơn 100.000, 150.000 chuẩn cực kỳ thôi. Có lộc đàng hoàng nhà. Một chén này có 1 triệu. Sự uống được uống bao giờ chưa? Chưa. Rượu quế là chưa được. Chờ vẫn đang rơi cái. Này cẩn thận đó. Đúng là giờ cái này mất luôn 9 triệu. Cái này phải uống có đá, nặng lắm. 47 độ. Phải có đá uống được. Cho bê mâm đi, để đây, cẩn thận ngồi vào vịt kìa, thịt vịt kìa. Ui rồi mưa rồi, bão rồi. Tao chia hai mâm mà. Cái này chia đôi ra. Cá hồi cá kiếp chia đôi ra. Chết đó, cá hồi này phải có ấy. Có tía tô. Lá hạt rổ cũng được. Măng chuyển ra bên này cho đàn ông ăn. Phụ nữ thôi không ăn măng đúng không? À không ăn ong. Hả? Không để bên này mà, nhưng mà lại đây là. Chỗ nào? Cá hồi không ăn hả? Thế thì đây đẩy là cá hồi mâm này. Để. Ừ. Không ăn cá hồi à? Không. Thế thì có một phần hồi con ăn. Chết rồi, mưa to quá. Bão rồi. Đâu được rồi, mấy anh em ngồi xuống đi. Ăn sống. Cá sống à? Rất tiền đấy nhỉ. Rất là cả tháng đi trong dịch các cửa chú to ấy nhỉ. Không có. Đâu còn ai nữa? Không, đẩy hẳn mâm này ra, đẩy hẳn ra hôm nay. Nó ngồi giữa này, phải không? Phải tính ra. Để ngồi vào giữa, ngồi xoay tròn. Thằng Phen Phen nó ngồi bên kia mà. Bên này á? Phen Phen ngồi mâm con gái bên đấy. Nó lái xe. Nó không uống rượu. Không, ông ngồi bên này. Ông ngồi bên này. Bão rồi. Không uống được gì à? Mang bình rượu ra đây. Mang cả bình đấy nữa.
rượu người ngủ củ thức cho anh. Cho ông sự rượu của cô Hiến thì chắc là đây, cái này nữa. Rồi, người ngủ củ thức đâu hết rồi, rượu hết ra. Khô đét rồi này, thơm ướt. Chẳng bù cho nhà đại ca thì toàn rượu là rượu. Nhà chúng mày không có tí rượu nào. Đâu hết rồi. Ghi thế nào? Thì trên lũng cáng là trong lên nhà ông quẩy để hút ra rồi đấy. Chưa được hút đâu. Cái nguồn cái Tết này là tròn một năm đấy, gần Tết này này. Tròn rồi. Hạ một năm rồi. Riêng rượu Hà Giang bây giờ thì nếu về sở hữu rượu cá nhân thì tôi đang nhiều nhất rồi. Đúng không? Thế là cái nguồn này trên em hút đấy, cái nguồn này rồi. Đây nhặt mỗi cái mấy viên đá vào xong rót rượu mà. Hoặc là rót rượu trước cho đá. Có đủ cốc không? Như này không sao đủ cốc. Cho vào đấy nhặt đủ cốc thì rót rượu vào cho đá. Cái này. Nhiều rồi. Xong tránh bị đấy. Đây cho đá vào chưa? Một viên một thôi. Hai viên một, một chén đấy phải hai viên. Nhặt luôn. Ba viên. Ba viên thì nhiều quá. Nhặt luôn. Thật mà. Anh vàng chuyển đi. Đấy anh vàng đông đi. Thôi bằng đấy thôi, chấm thế thôi. Ờ à, thế thôi. Mưa quá không lấy được bia thôi đành nốt uống nốt chai rượu này đâu. Xong ước mày gọi nó ship bia dần đi, tí nó hết cái này không có cái uống đâu. Cho Linh nó say cơ mà. Anh em tập trung vào Linh nhé, nhặt Linh làm đồ chơi. Nhớ chưa? Mày có vẻ là ai cũng thích được say đâu. Được chưa? Bây giờ lấy bát, bát. Đây ấy đi, bỏ vào đây. Cất đi nuôi trai. Để lần sau mình còn nhớ. Người ta gọi là để làm giống, không hiểu chưa? Đủ chưa? Còn ai thiếu rượu không? Sự có chưa? Đây là bữa cơm là có tất cả các anh em ở đây, nhóm đây rồi là có các anh em ở Lũng Cáng ở gần đây cũng ra tham dự được. Hôm nay thì anh em tổ chức rằm mấy cả chia tay cháu Linh. Qua đây thì cháu Linh có muốn nói gì trên kênh của chú Thắng không? Không có chưa. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng ở Lũng Cáng học tập được rất nhiều và cũng được sự dạy dỗ được chú với cả anh Phương ấy, anh Đức đây. Cháu cũng học hỏi được rất nhiều trong cái công tác làm tình nguyện. Qua đây thì cháu xin nói một lời là cảm ơn các chú với các anh và các chính viên đây cũng hỗ trợ nhiệt tình và mọi người đến đây thì mới hiểu được cái cuộc sống của bà con Lũng Cáng nó thay đổi vượt bậc. Rồi ok. Cháu cảm ơn. Rồi. Qua đây là cháu Linh cũng đã gửi lời cảm ơn đến nhóm với cả anh em ở Lũng Cáng đã đến quý nhau như người nhà. Nói thật là mặc dù là chưa biết nhau đúng không? Vâng. Nhưng mà đến rất là nhiệt tình anh em ở Lũng Cáng. Các bác cứ phải đến va chạm thì các bác mới biết được. Vâng. Đấy. Thôi nào, có chén rượu của cô Yến. Đây. Đây rằm. Cảm ơn cảm ơn cô Yến đã cảm ơn cô Yến. Nhá. Đặt sản nha cô Yến. Thiếu cốc nên là các anh em chơi thôi bằng bát. Nào. Mai mai ba dô hai ba dô hai ba uống. Rồi mạnh quá rồi. Loạn hết cả xóm này. Cháu xin mời cô Yến. Cảm ơn cô Yến nhá. Rượu của cô Yến. Đàn trạng của cô Yến. Uống như rượu Tây ấy. Kinh quá. Ôi mấy tao hết mời mấy chị nhá. Chân ngon. Được không? Được. À, sao nhăn mặt thế, ngon rồi cứ nhăn mặt vào thế. Mạnh không? Rượu này 47 độ 5 mà. Cảm ơn cô Yến quá. Trừ đi 7 độ còn 40. Được uống rượu bên đứng rồi. Thôi dùng đi nhỉ. Dùng đi nhỉ. Đây cá hồi phải cuốn với cả đâu rồi? Không lá. Đây lá này. Đấy. Cho anh em ăn cái đấy trước. Chấm này nhá.
Cuốn lên, cuốn lên, anh em cuốn lên, mỗi người làm miếng đi. Sự ăn đấy, lúc nào cũng ao ước. Đó là cây là dây cây thây. Nó như cây rau muống ấy. Thôi phát lá đi, phát lá cho anh em đi. Nhàn đi. Sự này đã ăn cái này rồi, từ từ ăn ấy á. Ừ. Ăn cá hồi đã. Ừ. Thiếu cái canh. Lúc nào cũng thích ăn thịt béo nhưng mà ông biết cái này nó bổ gấp. Ăn một miếng cá này bằng 20 miếng thịt béo ông ăn, 20 cái phao câu. Đây. Đấy, cuốn vào. Chấm vào cái đen đen này. Các ông ăn ớt được mà các ông ăn cái này mà không ăn được thì quá kém. Cái này cay à? Hơi cay tí thôi, không sao. Đây anh em là chấm nó phải ngập vào đấy. Chấm ngập vào. Chấm mới ngon. À. Ngọt không? Mát lẹm. Mà nám bảo là cái lá gì nhỉ? Rổi. Lá rổi. Đấy tôi ăn có bị chảy nước mắt đâu mà sao các ông? Hạt rổi, lá của hạt rổi luôn à? Lá mình lấy về trồng ấy. Cái này hả? Càng chấm ăn một phát cay lúc đầu thôi, phát hai không cay nữa. Rất ngon. Chấm vời quá đó. Ngon đấy. Mạnh không? Đấy ăn thế mới dướng, bổ không? Bổ. Làm miếng đấy, ui rồi. Đây. Không, ông phải chơi cái dày vào. Đấy, nào, đưa ra đây. Cuốn đi. Ăn đi, tôi dạy ông ăn, ăn mới ngon. Rồi. Chấm thêm cũng được. Chấm thêm tiêm được. Chấm sốt sâu. Rồi, không cần sâu. Từ từ thôi. À dạ, cảm ơn anh fan nhé. Rồi, chén đây. Càng nhanh kỹ càng ngon. Ngồi im đấy. Đấy, phát sau là không bị nữa. Đấy, ông ăn xem đúng không? Ừ. Không thở anh bị muốn rồi, sao anh không thở? Ngon chưa? Đấy, bổ thế, béo ngậy. Vừa bị một tí rồi thật. Ừ. Đấy, kích thích không? Đúng. Ừ. Anh em ăn mạnh cá hồi vào nước bổ mất. Ừ. Xé đôi lá ra. Và. Một lá này chỉ lấy rồi. Cho thêm rau thơm vào nữa. Rồi. Thắng ăn cơm anh nhá. Mời các bác và Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Hẹn cháu Linh ở Mèo Vạc và các bác cố gắng là theo dõi xem cháu Linh có phát triển và có tiến bộ được không. Xin chào.